Tèo 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 tèo, trời ơi, mới đi săn về mấy bạn được mấy miếng bơ thịt bò các bạn. Mấy hôm nay mình nó công nhận đúng hên luôn mấy bạn ơi, đi vô rừng á gặp được mấy con bò có thịt ăn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, hôm nay là một ngày đẹp trời các fan đúng không? Quá là đúng luôn chứ còn gì nữa mấy bạn. Nhớ nhấn like video cho anh nha mấy bạn, nhớ nhấn like video. Và đặc biệt là nhớ nhấn vô quảng cáo khi quảng cáo xuất hiện để ủng hộ anh Redwood nha. Anh hy vọng rằng video này sẽ đạt 100.000 like nha mọi người. Mọi người nhớ cho 100.000 like nha mọi người để anh có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Tèo 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 tèo, trời mẹ chị Panda vui quá trời luôn. Hello mọi người. Nhà mình lúc nào cũng đẹp hết. Ủa cái kệ, what the hell, cái nhà tôi bị cái gì vậy? Trời ơi, what the hell, cái nhà tôi bị cái gì vậy? Mèo với chị Panda phá nhà mình đúng không? Được rồi, được rồi, được rồi. Muốn phá nhà tôi đúng không? Phá nhà nè. Mẹ tôi gọi tôi chém nè. Phá nhà tôi nè. Phá nhà nè. Nói nè, phá nhà của tôi. Cái gì mèo đó, cái gì? Thằng bò rồ nó dám phá nhà của tôi hả? Hồi nãy nó đi qua nó kiếm mà ông, nó qua nhà tôi, chị Panda nó hỏi nhà ông đâu, tôi chị Panda sợ quá trời đập kỹ qua đây. Ai ngờ đó, nó qua nó lấy mấy trái tim tin nó giọng xanh 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 xong rồi vô nhà ông lấy đồ hết trơn luôn, mình bỏ đi về á. Trời ơi, trời ơi, tại sao mèo lại để thằng bò rồ lấy nhà của tôi như vậy? Trời ơi, trời, không ngờ rằng mèo chị Panda bạn bè kiểu gì mà để bò rồ vô phá nhà của mình vậy nè. Ủa nó trời ơi, đừng quên tại là khoan, né ra cái thùng kim cương của tôi. Trời ơi, trời ơi, cái gì đây? Bốn kim cương, sách và bút lông. Ủa cái gì đây, sao còn bốn kim kim cương vậy? Cái thùng này của tôi bình thường, tôi nhắc quá trời kim cương trong này mà. Hồi nãy tôi nói ông nó đi vô nó lấy hết đồ của ông xong rồi nó giục mấy trái tim ti rồi nó đi về, không hiểu không? Ừ, trời, để tôi đọc thử coi. Ta là bờ rồ đây vì ngươi dám lấy kim cương vô cực của ta và dám phá nhà của ta nữa, nên đây là hậu quả, ta sẽ tiếp tục trả thù ngươi đấy xuống phen. Trời ơi, thằng bờ rồ này láo, giết thư tình cho hết kìa. Thư tình con khỉ. Trời ơi, bờ rồ láo các bạn ơi, dám viết thư là nó trả thù anh luôn các bạn. Thằng này nó dám khiêu chiến với mình các bạn. Ok, láo lắm. Ok, ok, được rồi bà rồ. Mày sẽ phải trả thù bà rồ. Ủa trời, ông hiểu lầm bà rồ rồi. Ông hiểu lầm bà rồ rồi. Cái thương của nó nói với ông á là vì ông đã làm như vậy với nó cho nên nó cảm thấy rất là nhớ ông. Bởi vậy nó sẽ tiếp tục đến ông tìm ông để gặp ông, ông hiểu không? Cái bàn vi tính của tôi, cái laptop với cục wifi mới mua của tôi. Tôi bực mình quá, nó lấy đi rồi mèo ơi. Không sao đâu, còn cái giường của ông ở đây nè. Cái giường của tôi nó đập muốn banh giường của tôi luôn rồi. Ơi, trong đây của tôi nhiều đồ lắm. Oh my god. Tôi có thấy gì đâu, ông có để đồ trong này hả? Tào lao, đồ của tôi dĩ nhiên tôi để trong đó rất là nhiều luôn. Thằng bờ rồ này nó đã lấy hết đồ của mình đi rồi mấy bạn. Ơ khoan chị Panda. Khoan. Em sẽ xuống nhà em kiểm tra thôi có chị Panda. Em xuống nhà kiểm tra. Ở đây em có giấu nhiều đồ lắm. Cái đồ này chắc là em lấy rồi. Đồ nào, đồ nào? Cái đồ ở dưới này nó chưa lấy mấy bạn. Ở dưới này của em có giấu đồ nhưng mà không biết có cái gì trong đó nữa. Ở đây cái nhà vệ sinh của em mà nó cũng phá luôn á chị Panda, công nhận thằng này nó ác thiệt chứ. Lộn hết rồi còn gì nữa đâu. Trời ơi, bây giờ cái nhà của mình như cái tổ mối luôn mấy bạn. À, từ từ nha. Đồ của tôi trên này thằng bờ rồ chưa lấy nè mọi người. Bờ rồ chưa có lấy đồ trên này của tôi. Bờ rồ chưa lấy đúng đồ rồi, nào của vậy là không lẽ kim cương mình giấu trên đây vẫn còn mấy bạn. Trên này nè. Ê bờ rồ không lấy kìa chị Panda. Chị Panda, bờ rồ không có lấy gì, em chị lên lấy chị Panda ơi. Này nè, tôi quýnh cho bờm đầu, tôi quýnh cho bờm đầu. Bờ rồ lấy cũng vậy. Được rồi mấy bạn ơi, hôm nay mình sẽ trả thù bờ rồ. Ê khoan, trả thù bờ rồ là chuyện bình thường nè mấy bạn. Trước hết mình phải xây lại nhà của mình trước mấy bạn, và gây dựng lại công sức tất cả những gì mình đã mất mấy bạn. Rồi sau đó mình mới đi trả thù bờ rồ mấy bạn. Tại vì bây giờ nhà mình không còn miếng đồ luôn bạn, không còn cái gì hết trơn, lấy hết luôn rồi. Mày 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 lấy đồ của tôi, lấy đồ của tôi, lấy đồ của tôi. Tôi với chị Panda không lấy được sao vậy, bờ rồ cũng lấy rồi. Lấy nè, chị Panda biến về. Biến về cho chị Panda. Đi đi đi, trả thù đi, đừng xây nhà nữa. Rồi biến. Từ ở từ. Mèo của chị Panda biến đi cho mất mắt tôi. Mấy bạn ơi, mình sẽ lấy đồ của mình lại mấy bạn. Nhưng mà bây giờ mình phải lên đó mình coi trong này, hôm lúc trước mình để cái gì trong này mấy bạn ơi. Để coi, đây là 35 gỗ nè, cuốn sắt nè, đó. Rồi xong, đặt lên, lấy đồ thôi mấy bạn. Để coi coi ở đây mình có cất cái gì đây. Cái này là cái mấy cái sao nether của mình, lấy luôn. Mấy cái sao nether này lúc trước mình tính làm gì ta? Anh cũng không nhớ nữa mấy bạn. Còn cái này á, mình phải đập cái này ra đó, mình mới mở cái rương ra được. Ở đây mình có để một cái ổi ủng kim cương. Trời, chắc cái này mình chuẩn bị cho cái việc mang ủng hay cái gì vậy ta? Ủa đem mình để quá trời cúp kim cương luôn. Và hắt điện sạch. Trời đất ơi, sao mình khờ quá vậy? Tại sao mà mình không chuẩn bị á là cúp siêu bờ rồ mà lại mình để cúp kim cương không vậy ta? Trời ơi trời, chắc chết quá mấy bạn ơi. Bây giờ á, cúp kim cương này đâu có đào được nhiều kim cương đâu. Thôi, anh sẽ suy nghĩ cách nào để chế tạo một cái cúp nào xịn hơn cái cúp bờ rồ mấy bạn. Không, thì nói xịn hơn chắc cũng không có xịn hơn đâu mấy bạn ơi. Tại vì anh theo anh á, cái cúp bờ rồ của anh á là kiểu nó xịn nhất luôn mấy bạn. Nó đào phát ra rất là nhiều kim cương. Còn cái cúp kim cương này chỉ là cúp bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo những cái cúp khác mấy bạn. Bờ rồ hơn cái cúp bờ rồ luôn. Nhưng mà trước khi chế tạo được mấy cái cúp khác thì mình cần cái này mấy bạn, cái đe nè nó. Mình sẽ lấy theo cái đe.
và mình cần cái gì nữa coi, để mình đi vòng vòng nhà mình coi mình có cái gì ha. À, để coi coi hình như trong nhà vệ sinh mình còn mấy cái nào ta. À cái này, đây chính là cái máy thả của anh mấy bạn, ngay cái chỗ để bồn cầu luôn nè. Đó, cái máy thả này mình rất là quan trọng nha mấy bạn. Ui, trong máy thả có ngọc Ender luôn. Trời ơi trời, không lẽ mình chế tạo mấy cái cúp từ ngọc Ender ta. Thôi để lên đi, để mình suy nghĩ cách chế tạo như thế nào mấy bạn ơi. Ủa cái nhà của mình, thằng bà rồ nó ác thì chứ, nó quánh cái lũng cái nhà của mình luôn mấy bạn ơi. Ôi, trời. Út ơi, út ơi. Cái gì? Sao nhà ông có đốm lửa ma chơi kìa? Cái này tôi vừa ra tôi nhìn là tôi biết rồi, không phải đốm lửa ma chơi bà nội. Biết cái này là cái gì không? Đó là đốm lửa ma cái chơi. Cái này á, tôi nghĩ là dấu vết của tiên ti nổ, nó bay lửa ra đây nè mèo. Của bà rồ nó làm đó, chứ ma chơi đâu ra bà nội. Tôi tưởng nó ma chơi cái ghê. Trời ơi, tôi á đọc trên mạng người ta nói ma chơi chỉ xuất hiện tại nghĩa trang thôi mèo. Chứ lại xuất hiện ngay đây, nhà tôi làm đâu phải nghĩa trang đâu. Nghĩa trang cũ thì sao? Bào lao thì chứ. Mấy bạn ơi, đừng có quan tâm mẹ chị Benda nữa. Bây giờ mình tìm cách chế tạo cái cúp đi mấy bạn. À, đầu tiên là mình cần cái gì đây? Hơn là mình có một nồi cúp ngay đây nè. Cái này không hẳn là chế tạo nữa mấy bạn, tại vì mình đã có cúp ở đây sẵn rồi. Mình chỉ cần nâng cấp những cái cúp này lên thôi mấy bạn, để cho những cái cúp này nó bờ rồ lên thôi là được. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu để coi coi cái cây cúp đầu tiên như thế này thì mình sẽ nâng cấp nó như thế nào ta. Mình sẽ làm cái gì đây? Bỏ sao này đời vô cái cúp kim cương hay là nâng cấp cái cúp kim cương bằng ngọc Ender ta? Thôi mình sẽ dùng cái đe đi mọi người. Cái đe búp. Đó, đây là cái cúp này, không biết phải gọi là cái cúp bờ rồ hay không, nhưng cái cúp này nó có thể giúp chúng ta đào một cách cực kỳ nhanh mấy bạn. Chỉ cần chúng ta đào một phát thôi, cái cúp này sẽ đưa cho chúng ta xuống thẳng dưới mặt đất luôn. Nhưng mà khoan, mình khoan sử dụng nó đi, để mình chế tạo xong hết mấy cái cúp kim cương đi rồi mấy bạn, rồi lúc đó mình sẽ sử dụng một lượt. À, rồi đến cái cúp nào ta, để anh coi coi. Ở đây mình còn dư kim cương nè, mình còn dư sao Nether nè, mình có máy phân phát nè, và máy gì cái này là mắt Ender. Ở mình có cái hắc điện thạch nữa nè. Ok, vậy là chúng ta chỉ cần chế tạo hết bằng những cái công thức bình thường này thôi mấy bạn. Cái cúp đầu tiên là cái cúp kim cương đó, và mình bỏ viên hắc điện thạch vô. Bùm. Ui, nó ra cái cúp giống Bedrock quá mấy bạn. Wow, cái cúp này không lẽ là đào được Bedrock ta? Bedrock BS. À, cúp Bedrock mấy bạn ơi. Cái cúp Bedrock này có thể đào được Bedrock nè. Bạn nào coi video của anh nhiều thì mấy bạn sẽ biết. Rồi, tới cái cúp kim cương nào nữa đây. Để coi coi. Ở đây mình còn cây nữa, đem ra đây luôn. Ok, bây giờ cái cúp kim cương này, sau đó mình bỏ sao Nether vô. Ủa, nó ra một cái cúp kim cương bự hơn. Hay. Super BS ra cúp kim cương siêu cấp mấy bạn. Và cái cúp kim cương này thì mình sẽ bỏ viên kim cương vô thử coi. Mình cho 2 viên kim cương và một cái cúp kim cương coi không biết là nó có tác dụng gì không nha. Búp búp. Nó ra cái cúp 7 màu. Đẹp ghê. Wow, X-Ray BS. Cái cúp này có thể hack Bitray mấy bạn. Kiểu nó ăn gian mấy bạn ơi, có thể nhìn xuyên tường. Đâu, anh có nhìn xuyên tường đâu ta, sao kỳ vậy? Ok, mình đừng quan tâm đó, mình sẽ làm tiếp một cái cúp nữa. Cái cúp này là cái cúp bỏ cái máy phân phát vô đi. Đó, ở đây cũng còn cây nè. Rồi mình bỏ thêm máy phân phát vô luôn. Bực, nó, ủa ra sao ra cúp vàng gì chất quất vậy ba. Gì kỳ vậy? Bleedle viết S, cái này anh biết không biết cái cúp gì luôn á. Cái cúp vàng mấy bạn ơi, không biết nó như thế nào, nhưng mà mình sẽ để đó từ từ mình sử dụng mấy bạn. Còn cái cúp này thì còn cái cúp này mình sẽ bỏ cái ngọc Ender vô. Wow, cái cúp màu tím cũng được. Hay lắm. Ô, mấy bạn ơi, còn một điều nữa mấy bạn. Anh quên là anh có một cái cúp cuối cùng nữa mấy bạn. Để anh coi coi. Tự nhiên anh có cái cúp và tự nhiên có TNT luôn nha. Cái này là tự nhiên nha. Anh bỏ cái cúp ra, anh bỏ TNT vô. Bùm, cúp TNT. Cúp TNT này màu đỏ. Anh không biết là như thế nào luôn, nhưng mà mình từ từ mình xài mấy bạn. Đầu tiên là mình sẽ xài cái cúp này. Đây chính là cái cúp đào thẳng. Nè, cái cúp đào thẳng là như thế này nè mọi người. Bụp bụp. Ồ kìa, sao kỳ vậy ta? Bụp. Ui. What the hell? Nó đào thẳng một cái lỗ thiệt là sâu từ trên xuống tới dưới cùng luôn trong vòng 1 giây. What the hell, vãi thiệt mấy bạn, cái cúp này khủng khiếp thiệt chứ. Ok, nào được Bedrock không ta? Ồ khoan, mình có cái cúp Bedrock nè. Và nếu mình đặt ở đây ra, không may thì chúng ta sẽ lọt qua cái tầng Bedrock và chúng ta sẽ lọt ra ngoài thế giới Minecraft luôn mấy bạn. Không được. Mình sẽ đào ra đây đi. Và mình sẽ đào thử coi cái này có đào được Bedrock không ta. Ủa nó đào được không? Sao không thấy bể gì hết trơn vậy? Ủa hy vọng là nó đào được nha. Từ cái cúp này đào giảm mấy bạn ơi. Hình như là nó không đào được Bedrock mấy bạn. Nó kiểu cái cúp bình thường, nó đào đất thôi à. Trời ơi giảm quá. Thôi dùng cái cúp Bedrock này qua bên đi. Chắc anh nghĩ là nó Bedrock này chắc là dùng để đào hắc điện thạch mấy bạn ơi. Kiểu đào hắc điện thạch nhanh hơn hay sao á. Thôi để cây đó qua bên. Còn cái này là Super Big S, cái này là dùng để làm cái gì? Để coi coi cái này đào cũng đào nhanh hơn người ta. Ở khoan, có thể là cái này nó đào từ ở trên xuống không ta? Tại mình đứng ở dưới mình đào lên không có được. Hay là mình thử cái cúp vàng này xem. Cái cúp vàng này nó là gì mấy bạn? À, mình đặt cục ra đây, mình đào thử coi. Ui, nó đẩy mình lên ta. Ui, hay. Vậy là cái cúp này đào xuống và cái cúp này có thể đẩy mình văng lên trời. Ok, ngon lành, mình sẽ tiếp tục đào lên. Nó đẩy mình lên nữa nè. Ui, trời ơi, what the hell.
Trời ơi trời. Ôi tôi lỡ chọi cây cúp. Rồi xong. Tôi lỡ chọi cây cúp xuống dưới rồi mấy bạn ơi. Bây giờ hên là mình có cây cúp đào xuống nè. Cũng được. Đó. Ôi ngừng lại. Rồi xong luôn. Thôi bây giờ mình đặt lóc từ từ lên nha mọi người. Trời ơi trời, tự nhiên cái dòng cây cúp đào lên thì mình còn đào xuống nữa thì chứ mình ngốc nghếch thì chứ. Trời ơi xong. Rồi, cây cúp đâu rồi kìa. Đây rồi mấy bạn. Cây cúp này mà quăng ra một phát thì chắc chết luôn. Ok, tới cây cúp X-ray này mấy bạn. Cúp X-ray này hình như là kiểu cây cúp mà có thể nhìn thấy được kim cương, nhìn thấy được tài nguyên trong Minecraft mấy bạn. Ok, mình sẽ thử xuống cái hang đi mai của mình đào thử coi. Trời ơi, thằng nó cho nổ TNT văng lửa tè le luôn nè. Hát thì chứ. Rồi cái hang đi mai của mình nó ở đây nè. Rồi bây giờ mình sử dụng cái cúp nào để đào đây? À, sử dụng cái cúp super đi. Nè cúp super đào đi mày. Đào đi. Cái cúp super này sao nghe nó không có tác dụng gì hết ta? Ủa kỳ ấy. Không lẽ mình cho hai viên kim cương vô rồi mà cái cúp gì? Cái cúp super này đâu phải cho hai viên kim cương đúng không? Cho sao nether. Cúp này là cho sao nether mà nó kiểu nó không có tác dụng gì hết trơn rồi mấy bạn ơi. Cùi bắp lắm. Anh đào thử ngay dưới đá coi. Ui, gì vậy? Giật mình luôn. What the hell? Cái cúp này nó chỉ dùng để đào. Nó dùng để đào như vậy nè mấy bạn. Nó đào một cái là một ô quá trời bự luôn. Ok, cái cúp này thì ra là xài như vậy. Vậy chắc là cái cúp bedrock hồi nãy anh quăng đi mất tiêu rồi. Mình chưa biết cách xài của nó là mình đã ném nó đi rồi mấy bạn. Thôi kệ, kệ cái cúp đó đi. Mình không quan tâm còn cái cúp ender này như thế nào đây. Cúp ender này đào. Có đâu có chuyện gì xảy ra đâu ta. Chắc mình chưa biết xài thôi, kệ nó. Bây giờ mình sẽ dùng cúp X-ray. Cúp X-ray mình đào như thế nào đây. Ok mấy bạn, ăn trở lại nè mấy bạn. Mấy bạn biết sao không? Cái cúp X-ray này nè mấy bạn. Nó sử dụng như vậy nè mấy bạn. Mình phải đứng ở trên mặt đất này nghe. Mình phải nhìn xuống mình đào. Đó mấy bạn thấy không? Ở dưới nó hiện cái gì dưới nè mấy bạn thấy không? Đó cái cúp X-ray này nó xài như vậy đó mấy bạn. Là nó có thể đào từ trên thẳng xuống dưới cho mình. Đó thì ra cái cúp X-ray này sử dụng như vậy. Ủa thằng mèo chị bên đây làm gì đây? Ai người làm cái gì? Dám theo dõi tôi hả? Trời ơi, tôi đang giới thiệu cho mấy bạn xem đó là những cây cúp bờ rồ trong Minecraft mèo. Cúp bờ rồ? Ừ, tôi mới chế tạo ra nè và tôi review cho mấy bạn xem nè. Bây giờ tôi nghe em nói hết rồi, tôi chỉ bên đây nhìn thấy. Ôi nè, cúp X-ray này có thể đào và nhìn thẳng xuống dưới. Chúng ta có thể thấy ở dưới cái trắng trắng với cái đỏ đỏ. Anh nghĩ cái trắng là sắt còn cái đỏ là đá, đá gì ta? Sao không cầm cúp mà tôi mèo. Cũng thấy nè. Trời ơi, cái cúp này, ủa tôi cầm mèo thấy không mèo? Thấy luôn. Trời ơi, mèo thấy kệ mày chứ giờ tôi đào xuống tôi tìm đồ để mèo ơi. Wow. À, mình sẽ dùng cái cúp này mình đào mà. Đào ra. Ôi ghê quá. Từ mấy bạn ơi, đào phát dính lava luôn. Trời ơi, có cái cúp nào đưa mình thoát ra khỏi đây không ta? Cúp à? Cái cúp vàng. Ender đào ra được không? Ôi, mèo ơi mèo, cái cúp đó đúng ngu luôn mèo, đào phát xuống dính ngay lava. Tôi tưởng nó ông chết rồi chứ. Mèo có kìa, ở dưới có lava kìa đó, thì ra cái đỏ đỏ là lava mấy bạn. Đứng đây coi cái này hay đó mà chị đang đào. Cái này là sắt nè. Ok, mà giờ mình xuống đây mình đào thôi. Vậy là chắc mình phải nhìn xuống đất mình đào nè. Ok, mình thấy sắt quá trời nè bạn. Tôi thấy quá trời luôn nè. Xuống là thấy sắt nè ha. Mình đi tìm kim cương thử coi. Kim cương có đây không? Ê, ok, cái gì, đây, cái gì đen đen đây mèo? Than đúng không? Lava đó. Tôi hy vọng là than mèo, than. Cái này là than đúng không? Ê. Ok, cái thằng Hoàng sử dụng cái cúp super đào. Kệ tới cục than rồi mà. Cái này là cái gì vậy? Than mèo ơi, than nè, đen đen này là than, cái cục đen đen nè, than. Ok, bây giờ tôi đặt lên mèo ơi. Cái này cùi quá à, mình phải kiếm cái nào đó hay hơn rồi, mình phải kiếm được kim cương. Mình phải kiếm cái cục nó xanh xanh mấy bạn ơi. Từ ơi mèo, cái chỗ đó nó không có kim cương mèo ơi. Đi kiếm chỗ khác coi. Từ ơi, bà cái chỗ này cùi bắp thì chứ. Cầm không thấy được kim cương không? Thôi. Ui, không muốn cho mèo cầm đâu. Ôi, ở đây nguyên một cục xanh lè luôn. Khoan, tất cả né ra, hãy xem cái cúp super đây. Đâu? Bụp. Ủa, cái cúp super nó hoạt động ta, kỳ quá vậy. Kim cương nó không hoạt động hả? Ừ, đúng rồi, hình như gần kim cương nó hoạt động nhưng mà cái cúp này đào xuống một phát là nó thấy kim cương này chưa? Nó kim cương mèo, kim cương. Ủa cái gì vậy? Nè, tôi nhìn thấy xanh lè mèo, nhưng mà tôi biết đây là kim cương nè. Nhưng mà tôi thấy cái đó là cái cục móc nè, bên tôi nhìn đẹp lắm. Ui. Wow, kim cương thiệt nè mấy bạn ơi. Trời ơi, cái cúp này đỉnh phải. Ủa cái này là đào mèo ơi mèo, cái nè. Cúp này á là tôi thấy nó kiểu đúng ăn gian luôn mèo. Mình đứng ở trên mình chứ nhìn xuống mình đào một phát thôi là nó ra một nụi kim cương luôn nè. Ừ, đúng rồi, cũng wow. Ăn gian thiệt luôn hết. Đúng rồi, tôi thấy trong đây á là chỉ có cây cúp màu vàng nè ha. Cái cúp màu vàng này và cái cúp này với cái cúp kim cương X-ray đó mấy bạn là có tác dụng thôi. Còn mấy cái cúp kia kiểu nó vẫn cùi cùi sao mấy bạn. Nè mình đập đây mình nhìn thấy là đúng có kim cương thiệt nè mấy bạn. Ông nghĩ sao không nha, mấy cái cúp kia cùi thấy mấy cái cúp kia cũng ngon mà. Thôi thấy cái cúp kia cùi là ôi ở dưới nó có kim cương nữa. Có kim cương nữa kìa. Kim cương nữa từ từ. Nè ở dưới này cũng có nữa. Wow. Rồi xong, Redwood Pro rồi mấy bạn ơi. Ủa tối quá mèo quăng tôi cây đuốc xuống đây mèo. Tối thôi quăng cây đuốc xuống đây quăng xuống. Rồi xong luôn nè rồi xong. Tôi đào ra. Nè đào đi mèo. Nè, wow, kim cương đây, xuống đây, xuống đây. Wow, ê, cái bên kim cương là cái gì đó nè, trời, cái bên kim cương là sắt quá. Sắt của bắp, tôi không muốn sắt, tôi muốn kim cương mèo, nó. Cái cúp này đúng đã luôn. Còn không, còn kim cương không? Đúng là có cái cúp này, cái việc đi mai kim cương dễ gấp 1 tỷ lần mấy bạn ơi. Sao nè, đúng rồi. Sao kim cương ở xa quá vậy? Kim cương này thường thường nó nằm dưới mặt đất không à. Wow, nè, kim cương đặt kìa. Nè, nó, kim cương. Tôi tới tầng bedrock luôn, trời ơi, đã quá. Xong, ok, bây giờ tạm biệt mèo chị Panda nha, tôi lên đây. Ok, tới ta.
Trời ơi, tuyệt vời. Chị chưa lấy được gì hết. Chị Minh Đa né rồi, chị Minh Đa né em lên, chị Minh Đa. Em lên là kiểu đúng tròn nè luôn nè. Đó, lên trái một các bạn, từ từ lên nữa. Ủa sao kẹt các bạn? À, kẹt cái đuốc. Rồi, rồi. Dừng. Lên, đó, vừa. Hai đồm, lên cái hình sau luôn. Chị Minh Đa né ra, chị Minh Đa. Yeah, mấy bạn. Kim cúp đúng tròn luôn các bạn. Ok, mình đã tìm thấy được kim cương nhờ kim cúp X-ray này. Không phải là đào ngang các bạn, mà nhưng mà phải đào xuống như vậy nè. Ở đây là nó có đá đỏ. Đá đỏ. Rồi đỏ. Ok, mình sẽ đứng ở trong này. Tôi thường thường tôi nhớ kim cương ở trong mấy cái khu vực này nhiều lắm nè mèo. Bây giờ tôi thử sử dụng kim cúp super này đi ha. Bên này tôi đào. Đó, đào. Ok. Wow. Kim cúp này đào đúng quá. Không ghê, được. Ghê, kim cúp này dùng để làm gì ta? Nè, kim cúp này xài vậy nè mèo, đặt TNT ra nó và mình mai TNT mèo. Mai. Ok, mình mai TNT hình như kim cúp này đặt cái cửa TNT ra như vậy nè. Và mai TNT. À đâu nè nè, mai từ trên xuống, mai từ trên xuống. Gà môn nó lên số 3 nè, số 5 rồi. Và nó có thể làm gì? Ôi, wow. Ô, cái cúp này ném ra là ra TNT mèo coi nè. Kéo. Ok, ném ra TNT luôn các bạn. Mình chết nè luôn. Đã thì chứ, nó y như là cái súng TNT luôn chị Minh Đa. Ok, mình sẽ đặt TNT ra nữa. Đó, đặt ra rồi xong. Ném cái cúp ra. Đâu, tôi đâu có muốn ném mèo đâu. Tại mèo đứng đó đó. Wow, em lại đi mai nhanh hơn. Tại tôi sắp chết tới nơi luôn á. Chứ đi mai nhanh hơn chị mèo. Ông mới làm gì ạ? Tôi phan sao dính vô người tôi muốn chết luôn các bạn nội. Ok, mình sẽ dùng cái cúp này để đi mai TNT mấy bạn ơi. Gì đi mai kim cương chứ, dùng TNT đi mai kim cương nha. Đặt ra đặt lên nữa nó xong rồi. Ông lấy cái X-ray á, ông dò đồ hút phan. Tôi phải đặt, tôi cài đạn vô cái mèo rồi. Bây giờ mai TNT thôi. Bùm, sao ông lấy X-ray dò đồ? X-ray hả? X-ray ok nè, X-ray nè, từ từ. Không có. Không có. Ok, mình sẽ tìm những chỗ nào mà mình nghi là có kim cương các bạn. Ở trên này nè mèo, trên này có vẻ bí ẩn. Bí ẩn có vẻ bí ẩn. Đạp xuống một cái không có gì hết. Tào lao, phan cho mấy phát rồi bỏ ghét các mèo. Chéo. Đó, không có kim cương mày. Mày không có kim cương mày. Không có kim cương. Không có kim cương. Ai có kim cương vậy các bạn ơi? Anh hề luôn, anh không biết tại sao không có kim cương luôn mấy bạn. Anh phan đại quá, lòi kim cương ra luôn nè. Né ra. Quá chân luôn. Né ra Red Hood Mai. Nó trời ơi, đúng bà rồ luôn. Trời ơi trời. Ok mấy bạn, thì á bây giờ anh sẽ tiếp tục đi kiếm kim cương với mèo. Các bạn hãy comment cái cúp nào các bạn thích nhất nha mấy bạn. Và mấy bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới để mình biết, mình sẽ like cho mấy bạn nha mấy bạn. Ok mấy bạn hãy cho anh bình luận nha. Nếu bạn thích cái cúp kim cương nào thì bạn sẽ để. Nè ví dụ như là sao ta? Cái cúp cúp này là số 1, cúp này là số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Và cái cúp anh thích nhất là cái cúp số 3 bạn, cái cúp X-ray và cái cúp TNT số 6 với lại gì? Số 3 với số 6 mấy bạn. Đó, còn các bạn thích cái cúp nào bạn comment phía dưới để anh biết nha mấy bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ thì anh sẽ đi mai kim cương để trả thù thằng Bro mấy bạn. Trời ơi, nó dám phá nhà anh bằng TNT đúng không? Anh sẽ cho nó biết nó đang đối mặt với những gì mà nó không nên đối mặt. Tức quá, tức quá. Ok, bye bye mọi người nha. Đi mai kim cương mèo ơi. Bên này, ok. Kéo. Dài cho TNT nè. Thank you.